Xin chào mọi người, hôm nay Lâm đang đứng trước ở nhà thờ Gạch Giá. Đây là khu vực trước nhà thờ. Phía trước là chợ Thoại Ngọc Hầu, hai bên mé sông đã được bê tông quá hết rồi. Bây giờ là đã được đẹp hơn rất là nhiều. Bê tông quá, khu ở dưới chợ này là đã được di dời bớt. Sau đây chúng ta sẽ đi vào phía trong nhà thờ. Có rất là nhiều các gia đình dẫn con đi vào tham quan ở phía trong. Đây là khu vực phía trong nhà thờ. Ủa, đâu mất tiêu rồi. Đây là khu vực đang diễn tập đây là khu vực mà mọi người các giáo dân vào để mình vui chơi hoặc là tham quan. Bên cạnh đó có rất là nhiều người vào đây để chụp hình, mặc dù không phải là giáo dân luôn. Đây là khu vực được trang trí. Tự động luôn nè mọi người. Nếu ở Kiên Giang thì chúng ta Lâm sẽ có dịp dạo quanh cái xứ mà xứ đạo ở Tân Hiệp. Nhiều người đang chụp hình tạo dáng ở đây. Những cái tiểu cảnh là rất là đẹp.
làm một cái đám cưới. Trong đây nè, thở tim đây. Mình có dọn đây nè. Tiêu cảm nhất là đẹp. Đây. Con đứng đây đi. Đợi người đợi. Bay đi. Đây là quang cảnh xung quanh rồi. Như là mình chưa đi. Mình sẽ đi vào phía trong. Chỗ này mình chưa đi. Thôi không có được. Đây là những cái hàng đá. Có một cái máy phun bong bóng đẹp.
xin cảm ơn mọi người, gặp hẹn gặp quý vị ở các video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.